Chào các bạn. Hôm nay Love Bubble Chai đã quay lại đây rồi và bọn mình xin chia sẻ với mọi người một chủ đề mà mình đã ấp ủ đầu tư rất lâu để xây dựng nội dung. Đó là về việc tìm một bộ kit hoàn hảo cho những người mới bắt đầu tập make up. Để thực hiện clip này thì bọn mình sẽ đi đến từng hạng mục một. Thật sự thì bọn mình chỉ mong muốn xây dựng được một cái clip hoàn chỉnh nhất để cung cấp cho các bạn những kiến thức sơ đẳng nhất khi ra hàng và chọn mua những sản phẩm mỹ phẩm đầu tiên cho mình. Tiêu chí của bọn mình sẽ là những sản phẩm rẻ và đầu việc, bởi vì chúng ta đều là những người mới thôi, vì chẳng có lý do gì mà chúng ta phải đầu tư ngay từ những bước đầu tiên cả. Bọn mình sẽ bắt đầu luôn. Bao giờ cũng phải có một lớp nền hoàn hảo trước khi bạn đánh bất cứ thứ gì lên, như kiểu là bạn vẽ tranh thì cần phải có một tấm canvas hoàn hảo vậy. Để làm được việc này thì chúng ta cần chọn một loại foundation phù hợp nhất với làn da của mình. Hãy nhìn vào gương trước và các bạn tự hỏi xem da mình là da khô hay da dầu, có nhiều khuyết điểm hay không. Chính vì những đặc điểm đó mà chúng ta phải chọn những loại foundation khác nhau. Như mình và Diệp có hai loại da khác nhau, mình thì khô còn Diệp thì thiên về dầu. Mình ít khuyết điểm hơn nên để chọn những sản phẩm foundation thì mình muốn tìm đến những sản phẩm nào mà nó mỏng nhẹ, tự nhiên nhất có thể, càng mỏng càng tốt, bởi vì mình không muốn người khác biết là mình đang trang điểm, chỉ muốn nó làm da mình được đồng đều màu hơn mà thôi. Còn mình thì sẽ muốn những loại mà có độ che phủ nhiều hơn một chút và có thể ở trên mặt mình cả ngày mà không bị lớp dầu làm cho trôi đi. Ngoài ra thì còn mình nghĩ có một bước quan trọng trong việc lựa chọn foundation nữa là hãy xác định đúng undertone và skin tone của bạn. Thì vấn đề này bọn mình đã giải thích khá rõ ràng trong một bài viết rất gần đây của Love Bubble Shine rồi, bọn mình sẽ link ở dưới đây cho những ai chưa đọc có thể tìm hiểu kỹ hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên để ý là chúng ta đều đang sống trong một môi trường khí hậu nhiệt đới gió mùa nên là thường xuyên phải đối mặt với ánh nắng mặt trời, nên việc tìm những sản phẩm kem nền có chứa sunscreen rất là quan trọng. Thì bây giờ bọn mình sẽ kể tên một số sản phẩm mà mình đã dùng qua và rất ưng ý, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Đầu tiên không thể không kể đến Maybelline Dream Fast BB Cream. Đây là sản phẩm make up đầu tiên mà mình bỏ tiền ra và mua ở drugstore nhiều năm về trước, và đến tận bây giờ mình vẫn còn rất thích sản phẩm này. Ngoài ra cũng có một loại kem nền khác lâu trôi hơn, đó là kem nền Healthy Mix Serum của Bourjois, là cái kem nền mà mình đang sử dụng hàng ngày trong suốt mấy tháng vừa qua. Mình vô cùng yêu thích cái em này. Dành cho da hỗn hợp dầu và da dầu thì sự lựa chọn đầu tiên của mình sẽ là Revlon Color Stay. Em này thì đã rất nổi tiếng rồi, chắc ai cũng biết về độ che phủ siêu khủng và trông cũng rất là tự nhiên nữa. Ngoài ra gần đây mình đã sử dụng thử Revlon Nearly Naked và mình đã rất thích, vì trái ngược lại hoàn toàn với Revlon Color Stay thì em này cho mình cảm giác rất là nhẹ dịu, như không đánh gì trên mặt cả mà vẫn có một độ che phủ nhất định. Nếu mà bạn còn bất cứ khuyết điểm nào khác mà bạn muốn che phủ thì may thay chúng ta đã có concealer. Đối với mình thì mình không có sẹo hay mụn gì cả, nên cái khuyết điểm duy nhất mình muốn che phủ là hồng thâm ở dưới mắt. Vì thế mình hay chọn loại concealer nào mà có khả năng bắt sáng nữa để cho cái phần da dưới mắt đó được sáng hơn. Đối với những người mới make up thì mình khuyên nên sử dụng những sản phẩm concealer dạng lỏng, như kiểu có mút hoặc là có chổi, bởi vì nó sẽ dễ tán vào da hơn so với các sản phẩm dạng đặc như ở trong mũ ấy. Sản phẩm mà bọn mình yêu thích nhất đấy là Maybelline Instant Age Rewind và Rim Lumi Touch Concealer. Cả hai đều của Maybelline mà bọn mình đã lăng xê trên quá nhiều mặt trận rồi, nên xin phép không nói gì thêm nữa ở clip này. Ngoài ra cho các bạn da hỗn hợp dầu và dầu thì để khóa được tất cả mọi thứ vào đúng chỗ suốt cả ngày thì mình sẽ phải có thêm một bước nữa, đó là phấn phủ. Đây là loại phấn phủ mà mình siêu yêu thích, nhưng bây giờ Maybelline đã không còn sản xuất nó nữa rồi và reformulate thành một loại sản phẩm khác mà mình chưa thử qua. Bản thân mình là da khô, mình không sử dụng phấn phủ hàng ngày đâu. Chỉ khi nào vào mùa hè mà da đổ một chút dầu ở phần T-zone hoặc là cần make up lâu trôi một chút thì mình mới dậm phấn phủ. Khi đã có một lớp nền hoàn hảo thì chúng ta sẽ bắt đầu nhấn mạnh vào những phần trên khuôn mặt, bắt đầu với mắt. Bắt đầu bằng cơ sở tâm hồn. Mình nghĩ quan trọng khi sử dụng phấn mắt là hãy chọn những màu nhẹ nhàng, phù hợp với làn da châu Á trước, như là tông neutral nâu, đúng không? Neutral nâu, xám. Khi mà mới make up thì đừng vội tìm đến những màu xanh, đỏ, tím, mà chúng ta hãy bắt đầu với những màu tự nhiên, nhẹ nhàng, như là màu trắng, trắng ngọc trai, màu hồng nhạt, màu be, màu nâu. Đây là palette mắt đầu tiên mà mình đã từng mua, đó là CoverGirl Eye Enhancers màu Shimmering Sands. Còn có một eye palette màu nâu của Bourjois này, cũng là một sự lựa chọn đơn giản và hợp lý cho những người mới bắt đầu ạ. Những
nhấn mạnh hơn cho đôi mắt và mắt được sâu hơn và khuôn dài đẹp hơn thì chúng ta nhất định không thể quên bước kẻ mắt. Cả hai bọn mình đều rất thích sử dụng gel liner bởi vì bọn mình thấy là nó không quá khó để sử dụng, cũng không quá sắc nét như khi kẻ bằng liquid mà nó lại lâu trôi hơn hẳn là bút chì. Và có một loại eyeliner mà bọn mình thường xuyên sử dụng từ ngày mới bắt đầu cho đến tận ngày hôm nay, đó là Maybelline Eye Studio Gel Liner. Gel liner này còn được đi kèm với cả một chiếc chổi rất là dễ sử dụng nữa. Mình siêu yêu thích nó, mặc dù bây giờ đã dùng hết cái hũ của mình rồi mà mình vẫn giữ lại cái chổi để dùng với các loại gel liner khác. Và có một bước tuy rất là nhỏ nhặt nhưng mà có đem lại hiệu quả vô cùng khác biệt, đó chính là mascara. Thường thì lông mi châu Á của chúng mình hay cụp và che hết cả cửa sổ tâm hồn, nhưng mà chỉ cần kẹp mi và trải một chút mascara thôi thì mắt bạn sẽ được mở to hơn và trông long lanh lộng lẫy hơn rất nhiều. Ở trên thị trường thì có rất nhiều loại formula mascara, một là làm dài da, hai là làm dày hơn, cho lông mi của bạn cực kỳ dày hoặc là trông tự nhiên nhưng mà vẫn dày dài. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn mà hãy chọn loại mascara cho phù hợp nhất. Ví dụ như mình thì lông mi đã tương đối dài rồi, mỗi tội thẳng thì mình sẽ thường kẹp cong và sử dụng Maybelline Volume Express The Rocket, giúp làm dày mi và giữ được nếp cong đấy suốt cả ngày. Còn đối với mình thì mi của mình khá là ngắn và mỏng nên mình sẽ chọn loại nào mà hơi dramatic một chút, ví dụ như là The 4C của Maybelline hoặc là L'Oreal False Fiber Lashes. Những loại mascara có fiber thì làm lông mi siêu siêu dài và siêu siêu dày. À, một điều tối quan trọng khi chọn mascara là các bạn phải chọn loại nào waterproof. Waterproof thì nó sẽ có wax, nó sẽ giữ cho lông mi của bạn được giữ nếp lâu hơn, lâu đến tận cả ngày. Thật sự thì mình mới đánh phần má trước cách đây không quá lâu đâu. Trước đây thì mình chẳng bao giờ đánh phần má, mình nghĩ là nó trông nó rất là thấm. Nhưng mà bọn mình đã chọn được loại màu phần má nhẹ nhàng và quan trọng nhất là lúc đánh thì thật là nhẹ tay thôi thì nó rất là tự nhiên và nó làm cho má của bạn ửng hồng, bạn trông bạn rất trẻ và trông rất là tươi tắn. Cá nhân mình thì thấy phấn má là một bước có thể làm thay đổi khuôn mặt nhanh nhất, tức là trông bạn đang rất mỏi mệt ủ rũ nhưng mà chỉ cần thêm một chút phấn má thôi đã tươi tỉnh và có sức sống hơn rất là nhiều. Khi sử dụng phấn má thì không nên chọn những màu mà có quá nhiều sắc tố và không nên chọn những màu có quá ít sắc tố. Quá ít sắc tố khi đánh lên thì trông bạn sẽ bị kích kỳ và quá nhiều sắc tố thì đánh lên sẽ bị quá tay không sửa được nữa. Một trong những loại phấn má đầu tiên mình sử dụng đấy là phấn má Elf Blush. Đây là thuộc dòng mỹ phẩm Studio của Elf, rất rẻ và mọi người còn so sánh đây là dupe của phấn má NARS nữa. Ngoài ra chúng ta có thể tìm đến phấn má dạng kem. Đối với những người mới make up và chưa có chổi đánh phấn má thì ngón tay của bạn sẽ là những cái công cụ hữu hiệu nhất trong việc tán phấn má. Có một loại phấn má dạng kem mà mình luôn yêu thích và sử dụng đó là phấn má của NYX. Ngoài ra của NYX thì cũng có phấn má dạng bột, cũng là một loại chất lượng cao và mình thật sử dụng cũng rất hợp lý nữa, giá cũng siêu rẻ. Và bước cuối cùng đó chính là son. Trời ơi, bọn mình đã rất khó khăn, không làm thế nào để chọn ra được những sản phẩm son yêu thích nhất. Theo mình thấy thì son cũng là sản phẩm dễ chọn nhất trong tất cả các hạng mục này. Người thì thích nhiều dưỡng, người thì thích nhiều màu, người thì thích dạng lì, người thì thích dạng bóng. Thế nên bọn mình cũng sẽ nêu ra một vài cái tên drugstore thôi để cho mọi người cùng tham khảo. Vào mùa đông thì bọn mình thường ưu tiên những loại son mà cực kỳ nhiều dưỡng, không cần đậm màu lắm nhưng mà phải dưỡng thật tốt vì môi bọn mình khá là khô và hay bong chóc vào mùa đông. Thế nên hai em này mình đã phải suy nghĩ rất lâu mới chọn được ba em này. Đầu tiên sẽ là Revlon Lip Butter, một trong những sản phẩm đình đám nhất của Revlon. Lip Butter nghe cái tên đã thấy rất là mềm mượt. Ngoài ra mình cũng rất hay dùng Maybelline Color Whisper, Revlon Color Burst Palm Stain. Trời ơi, cái này siêu thích. Cũng rất là nhiều dưỡng và màu lên rất nhẹ nhàng mà nó lại thuộc dạng son sáp đang rất là hot hiện nay. Về lip gloss, về lip gloss thì có một loại son rất rẻ của NYX, đây là dòng NYX Butter Gloss. Ngoài ra thì cũng có dòng Mega Shine, cũng là một dòng son dưỡng khá, son bóng rất là tốt nhưng nó bóng hơn cái dòng này. Ra Maybelline cũng mới cho ra mắt một dòng đó là Maybelline Color Elixir, cũng là một dạng son bóng rất đẹp. Nội dung chính của kiếp chứng mình hôm nay đã kết thúc ở đây. Hy vọng đã cung cấp được một số thông tin hữu ích cho các bạn và mọi người đã có thể có một cái nhìn khá là bao quát và cũng đủ chi tiết để lựa chọn cho mình một bộ kit make up
tóc đâu, được rồi. Và các bạn sẽ tự hỏi là tại sao một chủ đề đơn giản như thế này mà bọn mình phải om rất lâu. Đó là bởi vì trong suốt thời gian vừa qua, cả hai đứa mình đã đi lùng sục tất cả những shop bán đồ sách tay ở Hà Nội để gom được cho mình một bộ kit hoàn chỉnh nhất và đầy đủ nhất cho các bạn. Thế thì hôm nay bọn mình sẽ làm một giveaway nho nhỏ có tất cả những món đồ mà bọn mình đã khoe ở trên. Thể lệ tham dự giveaway này và chi tiết hơn về các sản phẩm mình sẽ để dưới description box cho các bạn. Hy vọng là đã giúp ích được phần nào cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye.